Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury đang quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì hãy cùng tìm hiểu về mẫu đồng hồ Plumpen Violet Ultra Plate 6102-2987A MMB. Plumpen là một trong những thương hiệu của đồng hồ đầu tiên được sáng lập và họ vẫn phát triển mạnh mẽ cho tới ngày nay. Sau gần 300 năm từ năm 1735 cho tới nay thì thương hiệu này đã có nhiều thiết kế đặc biệt dành cho cả nam và nữ giới. Trong đó ta không thể không nhắc tới dòng Violet với mẫu đồng hồ Ultra Plate dành cho nữ, đúng không ạ? Về bộ sưu tập Violet thì đây là thiết kế cổ điển thanh lịch nhất của thương hiệu này. Cái tên của bộ sưu tập cũng được đặt để tưởng nhớ quá khứ, tưởng nhớ về những ngày đầu tiên thành lập thương hiệu ạ. Như chúng ta đã biết ở trên thì thương hiệu Plumpen được thành lập năm 1735 bởi nghệ nhân Johann Jacques Plumpen. Xưởng làm việc đầu tiên của Plumpen chính là tầng 2 của căn nhà nơi mà ông sinh sống, tại một thị trấn nhỏ mang tên Violet, nằm ở vùng Jura, Thụy Sĩ. Theo đó thì ta có thể thấy là tên của bộ sưu tập Violet cũng chính là tên thị trấn nơi mà hãng thành lập thương hiệu của mình. Từ năm 1935 thì không có một chiếc đồng hồ Plumpen sử dụng máy quartz nào được sản xuất. Và về sau này cũng vậy. Đây chính là lời khẳng định huyền thoại của Jean-Claude Biver, người đã giúp hồi sinh thương hiệu. Chính vì vậy mà tất cả các thiết kế của Plumpen đều sử dụng máy cơ học. Với bộ sưu tập Violet thì chúng ta có rất là nhiều những tính năng đa dạng như là lịch tuần trăng hay là lịch vạn niên, hoặc cũng có thể là chronograph. Tuy vậy thì bộ vỏ đồng hồ vẫn luôn được thiết kế mảnh mai, phù hợp để kết hợp các bộ đồ công sở thanh lịch. Mẫu đồng hồ Ultra Plate này thì được thiết kế để phục vụ cho những quý cô thích những thiết kế nhẹ nhàng và thanh lịch. Vì vậy, bộ vỏ đồng hồ cũng có kích thước khá là nhỏ gọn thôi, cùng với những chỉ báo cũng không quá là phức tạp. Toàn bộ vỏ đồng hồ đều được chế tác từ vàng hồng nguyên khối, thể hiện rõ giá trị và đẳng cấp của người sử dụng. Với đường kính 29mm, chiếc đồng hồ nằm gọn gàng trên tay các quý cô. Được chế tác từ vàng hồng nên là chiếc Plumpen vẫn có trọng lượng đáng kể dù không có kích thước quá lớn. Điều này phù hợp với những người thích cảm nhận đeo đồng hồ trên tay, đồng thời sức nặng của vàng cũng khiến cho người ta trân quý hơn thiết kế và không có những hành động quá là mạnh mẽ và gây ra những va chạm không đáng có. Để trang trí thêm cho bộ vỏ thì hãng đã sử dụng thêm nhiều viên kim cương lấp lánh đính trên vành bezel, như là viên kim cương Brilliant Cut có rất là nhiều góc cạnh giúp phản chiếu ánh sáng đi mọi hướng, tạo nên độ lấp lánh cho chiếc đồng hồ. Hai tông màu trắng và vàng hồng thì có sự tương phản cao, nhưng phối hợp với nhau có thể thấy là lại cho ra một vẻ đẹp rất là sang trọng và quý phái, đúng không ạ? Trên đầu núm vặn là logo của thương hiệu hình chữ B. Đây là núm rút cơ bản, vậy nên là chiếc đồng hồ chỉ có khả năng chống nước 30m, vừa đủ với một mẫu dress watch điển hình. Càng nối dây của chiếc đồng hồ này thì được làm mảnh mai và đánh bóng đẹp mắt. Kết nối với nó là bộ dây bằng vàng khối với nhiều mắt dây nhỏ. Kích thước mắt dây như vậy thì sẽ tạo được sự thoải mái cho người sử dụng, dễ dàng ôm lấy cổ tay hơn. Bộ khóa dây cũng được thiết kế kín đáo với thiết kế khóa bướm mở ra hai hướng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến mặt số. Nó được thiết kế khá là đơn giản nhằm mục đích sử dụng hàng ngày. Tông màu chủ đạo được sử dụng là trắng ngà với phương thức hoàn thiện sần. Để mặt số không quá trống trải thì Plumpen đã tạo thêm một đường viền để phân cách vị trí của cọc số với phần trung tâm. Ở phần trung tâm mặt số là tên của thương hiệu, màu đen cùng năm thành lập của thương hiệu. 12 cọc số là 12 viên kim cương tự nhiên với độ tinh khiết cao. Những viên đá quý này được đặt trên đế bằng vàng hồng nguyên khối, sau đó thì đính trên mặt số qua những lỗ trống. Để hiển thị thời gian thì hãng sử dụng bộ kim bằng vàng hồng 22K. Chất liệu này có hàm lượng vàng nhiều hơn, vì thế mềm hơn vàng 18K và dễ chế tác hơn. Hai cây kim giờ và phút thì được tạo dáng hình lá liễu. Phần giữa kim được làm lớn hơn một chút, sau đó thì bóp nhọn ở phần đầu. Kim giờ và kim phút đã đẹp rồi, nhưng mà kim dây của chiếc đồng hồ này thì thật sự là còn ấn tượng hơn ạ. Hình lá liễu vẫn được sử dụng, nhưng với kích thước nhỏ bé và độ hoàn thiện cao hơn rất là nhiều. Phần đuôi kim được làm lớn hơn một chút và có dạng hình quả chám. Còn nói về bộ máy đồng hồ thì sao? Ngài Jean-Claude Biver đã nói rằng, từ năm 1935, không có một chiếc đồng hồ Plumpen sử dụng máy quartz nào được sản xuất và về sau này cũng vậy. Xin nhắc lại một lần nữa câu nói này của ông. Do đó, bộ máy của chiếc đồng hồ này chắc chắn là phải là cỗ máy cơ học, sử dụng năng lượng từ độ đàn hồi của dây cót. Với chiếc Plumpen Violet Ultra Plate này, chúng ta có bộ máy Caliber 953 với khả năng lên cót tự động. Mặt đáy của chiếc Plumpen Violet được thiết kế kín, vậy nên ta sẽ không thể quan sát độ hoàn thiện của bộ máy.
Sau khi mổ xẻ những chi tiết thú vị vừa rồi thì để đánh giá, chiếc Plum Pen này là một mẫu đồng hồ rất là dễ đeo, dễ phù hợp với trang phục, có thể sử dụng trong nhiều sự kiện khác nhau. Mặt số đồng hồ thì có thiết kế đơn giản và trang nhã, kết hợp với bộ máy tự động sẽ hoàn toàn phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, với chất liệu vàng khối và kim cương lấp lánh thì chiếc đồng hồ này cũng có thể được sử dụng tại những buổi tiệc và những sự kiện quan trọng. Còn các khán giả của Gia Bảo Luxury thì đánh giá như thế nào về mẫu đồng hồ trong video ngày hôm nay? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên đón xem những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!